đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam. Không có xe bọc thép quái thú, bà Harris được bảo vệ bằng những chiếc xe Chevrolet Suburban quen thuộc khi thăm chính thức Việt Nam. Sáng 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân xuống sân bay Nội Bài khoảng 21 giờ 45 tối 24 tháng 8 để bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ 24 đến 26 tháng 8. Sáng 25 tháng 8, đoàn xe chở bà Harris từ khách sạn ở phía Tây Hà Nội vào trung tâm để tham dự các hoạt động. Trong ảnh, đoàn xe đi qua cầu vượt đường Trần Duy Hưng sang đường Nguyễn Chí Thanh. Đi đầu là xe mô tô dẫn đường Honda NC 700X và ô tô Toyota Camry của Cảnh sát Giao thông Việt Nam. Không như những lần Obama hay Trump sang Việt Nam mang theo xe quái thú, Phó Tổng thống Mỹ di chuyển bằng những chiếc xe chuyên dụng quen thuộc là dòng xe SUV Chevrolet Suburban. Những chiếc xe này có nhiều nhiệm vụ khác nhau như chở mật vụ, đoàn tùy tùng, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc. Trong ảnh, đoàn xe đưa Phó Tổng thống Mỹ rời khách sạn sáng nay, 25 tháng 8. Bà Harris ngồi trên một trong hai chiếc xe Suburban trong đoàn có gắn cờ Mỹ. Đặc biệt, những xe này cũng gắn biển số 800-002 quen thuộc từng sử dụng trên xe quái thú của Trump và Obama. Tất cả những xe này đều có khả năng di chuyển và chống đạn, vũ khí hóa sinh học. Các đặc vụ bảo vệ Phó Tổng thống Mỹ di chuyển trên các xe Ford Transit theo biển số Đại sứ quán Mỹ. Đặc biệt, chiếc Ford F-Series cải tiến thùng xe quen thuộc trong các đoàn hộ tống. Tùy vào mỗi chuyến đi, xe được sử dụng vào một mục đích khác nhau. Mẫu xe này là trang bị nhiều cảm biến và vũ khí chống lại những cuộc tấn công hạt nhân hóa sinh học. Chiếc Cadillac của Đại sứ quán Mỹ, xe có thể được nhận biết thông qua biển số đặc biệt, trong đó 80 và NG là ký hiệu dành cho xe ngoại giao của Việt Nam. 3 số 9296 là mã số của quốc gia ngoại giao, cụ thể là Mỹ. Hai dấu hiệu đặc trưng cho xe dành riêng cho Đại sứ quán là số thứ tự 01 sau chữ NG và số 296 được gạch ngang màu đỏ. Trong đoàn còn có chiếc Hummer H2 bọc thép của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, cũng là chiếc xe quen thuộc thường thấy trong những sự kiện đảm bảo an ninh cấp cao. Dòng SUV nổi tiếng, hầm hố, khả năng đi địa hình vượt trội và chống đạn tốt. Một mẫu xe tải đặc trưng ở khách sạn không tham gia hộ tống là Phó Tổng thống Mỹ. Trong ngày 25 tháng 8, so với đoàn hộ tống tổng thống, về cơ bản, đoàn bảo vệ Phó Tổng thống chỉ vắng mặt xe quái thú, còn lại những chiếc xe đặc chủng khác đều có mặt đầy đủ.